Thưa bà con và quý khán giả, làm thế nào để phòng ngừa lem đếm hạt thường gặp ở vụ lúa hè thu là nội dung chính được đề cập trong tiết mục Syngenta thông tin nông nghiệp kỳ này. Mở đầu như thường lệ là thông tin dự báo sâu bệnh. Tình hình sinh vật gây hại tuần qua ở các tỉnh thành phía Nam. Trên cây lúa, đáng chú ý, diện tích nhiễm trè nâu hơn 2.400 hectare, tăng hơn 700 hectare so với tuần trước. Một số trè nâu trên đồng phổ biến từ 750 tới 1.500 con trên 1 mét vuông. Bệnh đạo ôm lá, toàn vùng có hơn 24.300 hectare lúa bị nhiễm bệnh, tăng hơn 1.300 hectare so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10 tới 15%, nơi cao hơn 20%, với diện tích 100 hectare. Phân bố ở các tỉnh như Long An, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Trà Vinh. Bệnh đạo ôm cổ bông, toàn vùng có hơn 4.600 hectare nhiễm bệnh, tăng gần 2.100 hectare so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh từ 5 đến 8%. Bệnh lem nếp hạt, toàn vùng có hơn 5.700 hectare lúa bị nhiễm bệnh, tăng hơn 800 hectare so với tuần trước, với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 tới 15%. Bệnh xuất hiện ở các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Sâu cuốn lá nhỏ, diện tích nhiễm sâu cuốn lá toàn vùng gần 7.900 hectare, tăng hơn 1.600 hectare so với tuần trước. Mật số sâu phổ biến từ 10 đến 25 con trên 1 mét vuông. Dự báo sinh vật gây hại và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ. Trên cây lúa, rề nâu ngoài đồng phổ biến từ tuổi 1 tới tuổi 3. Khuyến cáo bà con thăm đồng, dẹp gốc lúa quan sát kỹ. Khi thấy rề tuổi 2, tuổi 3 xuất hiện với mật số cao 3 con trên 1 tép, có thể sử dụng một trong những loại thuốc bảo vệ thực vật chống lột xác nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phun trừ, giúp giảm nhanh mật số. Khuyến cáo tuyệt đối không phun ngừa rề nâu để bảo vệ thiên địch trên đồng và tránh dịch hại bùng phát vào giai đoạn sau. Bệnh hại trên lúa có khả năng tiếp tục gia tăng diện tích trên đồng ruộng. Cần thăm đồng thường xuyên, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh trên đồng để đưa ra biện pháp quản lý kịp thời. Ở những ruộng nhiễm đạo ôm lá giai đoạn sớm, cần tiến hành phun ngừa bệnh đạo ôm cổ bông, lem lép hạt vào giai đoạn lúa bắt đầu trổ lác đác và phun lại lần hai khi lúa đã trổ đều để bảo vệ năng suất, phẩm chất lúa. Điều kiện bất lợi của vụ hè thu dễ gây nên tình trạng lem lép hạt gây thiệt hại đến năng suất lúa. Vậy, làm thế nào để phòng ngừa hiện tượng này? Cán bộ kỹ thuật của công ty Syngenta Việt Nam có những lưu ý như sau. Mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi. Quá trình lúa từ mà 50 ngày, 60 ngày, trong giai đoạn đó là mình phải cần và sử dụng đó trước nhất, mình can thiệp trước là nó ngon lành. Kính thưa bà con, hiện nay trên đồng ruộng chúng ta đang ở cái giai đoạn lúa là trước trổ và sau trổ. Đối với cái giai đoạn này, trên đồng ruộng của mình thì đang rất là cần mình bảo vệ cây lúa thật là tốt để hạn chế cái tỷ lệ lem lép hạt, hạn chế cái việc đạo ôm, cổ bông, nhánh vé hay là cuốn hạt. Đây là cái giai đoạn mà bà con chúng ta sẽ thấy đồng ruộng của mình có khả năng mỗi ngày mình ra mình nhìn thấy có một hai đốm lem lép hạt, nó làm giảm cái năng suất. Và khi mà nó ảnh hưởng về cái đạo ôm hay là cái lem lép hạt hay là cái vàng lá chín sớm hay đốm vàng, nó đều gây ảnh hưởng đến năng suất. Tại sao như vậy? Tại vì các cái bệnh này nó tấn công, nếu như mà lem lép hạt thì nó tấn công thẳng vào trong hạt, hay là đạo ôm cổ bông nó tấn công vào ngay cái cổ bông thì nó làm cái năng suất nó thất thu, bà con mình nhìn thấy rõ. Tin đó mình giai đoạn là trong khi mà trước mà lúa năm mấy ngày đó là nó vẫn ôm bắp mà nó chưa thoát ra được, nhưng mình sẽ phải tin đó là để chỉ là để lem lép hạt đó, mình phải can thiệp lúc mà để nó trổ ra rồi là mình can thiệp không kịp thời, trong ôm bắp nó mình can thiệp là rất là hay đó. Khi nó trổ ra rồi thì mình cộng trở lại thằng phi la là chỉ là bên đầu đầu ôm của bông đầu nhánh vé. Thì chúng tôi cũng chia sẻ với bà con mình một cái giải pháp, đó là giai đoạn trước trổ bà con mình cần quan tâm trong điều kiện mưa gió hiện nay, đó là cái sản phẩm tin súp be chúng ta cộng với cái phi la. Giai đoạn này chúng ta dùng cái tin súp be với cái liều 0.3 lít trên 1 hecta cộng với cái philia là 0.5 lít trên 1 hecta thì chúng ta phun lên trên cây lúa của mình giai đoạn trước trổ đâu đó khoảng từ 5 tới 7 ngày thì nó giúp cho cái lúa của mình quản lý sạch được cái bệnh đạo ôn, bệnh đốm vàng, bệnh vàng lá và lem lép hạt. Khi mà cây lúa nó sạch được bệnh đạo ôn, đốm vàng, vàng lá và lem lép hạt giai đoạn này thì cây lúa nó sẽ sạch bệnh và xanh khỏe và nó tập trung được cái năng lượng để làm sao nó đưa vào trong cái bông, thì lúc đó nó sẽ đưa cái bông trổ thoát nhanh hơn, đồng loạt hơn và vung mâm soi. Thì khi mà cái bông nó trổ thoát đồng loạt và vung mâm soi như vậy thì cái tỷ lệ giao phấn của nó sẽ tốt hơn.
Và đó là cái điều kiện để giúp cho cây lúa sau này nó sẽ chín đồng loạt và chúng ta thu hoạch không bị thất thoát sau khâu thu hoạch. Và khi mà chúng ta sử dụng cái tiên sức be và filia giai đoạn này thì nó sẽ làm cho cái lúa của mình nó sạch bệnh rồi, thì nó trổ thoát rồi. Đến cái giai đoạn sau khi nó trổ rộ lên đâu đó khoảng chừng 90% thì trong điều kiện bất lợi hiện nay bà con chúng ta cần phải thăm đồng thường xuyên. Nếu như thấy lúa nó trổ rộ đồng loạt 90% là chúng ta có thể sử dụng tiên sức be cộng filia một lần nữa, hoặc là sử dụng cái amitatop. Với cái liều amitatop là 0.5 lít trên 1 hecta. Khi mình phun ở giai đoạn này thì nó giúp cho chúng ta quản lý sạch được ba cái bệnh đốm vằn, vằn lá và lem lép hạt. Đó là một cái giải pháp mà nó sẽ giúp cho bà con chúng ta quản lý những cái bệnh hại trên đồng ruộng do nấm gây ra. Hiện nay được nhiều bà con ở đồng bằng sông Cửu Long áp dụng và rất là tin tưởng. Không ăn được mà cứ ăn thì cái này nè là nó ảnh hưởng là do cái giai đoạn.